Xin chào các bạn nha. Bây giờ là buổi chiều ngày 12 tháng 3. Mình sẽ giao lưu với các bạn hai cây mai cúc tiếp theo ha. Đó là cây số 1 trong video ha. Cây số 1 này nó có chiều cao là 60, tán rộng 60 và hành thân là 14 luôn. Một cây mai cúc thành phẩm nha. Mình sẽ bán giá thành phẩm. Cái này là một cây dáng trực ạ. Trực hay gọi là dân lâm. Con này nó có đang có 5 chi một ngọn nha các bạn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, 5 chi một ngọn đó. Cài tán nó lâm nữa nha các bạn. Không. Nói chung mình cũng chưa tỉa tán nhiều lắm, mình mới tỉa sơ sơ đó cho các bạn xem mà. Các bạn xem cho nó rõ. Không. Trên ngọn nó nhìn xuống rất là thẳng vân luôn. Cái này rất là ok. Mà kho buổi chiều nó bây giờ nó tàn ra tẹo hết luôn rồi. Cúc ở trên đây đâm được 3-4 lớp rồi nha. Bây giờ nó héo tàn tẹo rồi. Rồi, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Cái này nó dốc nhọn lên trên nha các bạn. Thân nó liền lạc ha. Đó, góc đớ nó không các bạn không, bàn tay mình ôm lên ha, góc đớ nó, góc đớ nó rất là dè, cây này dè lắm nha các bạn, đớ rễ này độ cao lét lên rất là đẹp. Nói chung đớ, các bạn đớ mặt nào cũng được hết á. Bây giờ cây này nó đều hai mặt mà. À, mình thấy mặt bông rồi, một cái mặt bông nó còn tươi. Tuy buổi chiều nó còn héo héo nhưng mà cũng đỡ hơn là mấy bông kia ha. Đó, bông cúc á. Cúc có đơm lên này. Bốn lớp luôn ha. Bông cúc này đơm bốn lớp. Nhụy hoa rõ ràng ha. Màu sắc là màu vàng tươi. Màu vàng tươi nha. Chứ không phải màu vàng nhạt hoặc là đậm quá nha. Nó vừa. Màu vàng này rất là vừa. Rồi, ok. Tạm thời mình tỉa tán như thế này ha. Các bạn về các bạn cần tỉa tán như thế nào các bạn tỉa. Sau này mình ép những cái chi mà nó nhom nhóm lên trên này, mình ép xuống nha. Ép xuống như thế này này. Là chi nó đều thôi. Bây giờ mình chưa không ép. Đỡ rỡ nó ra nó trái đều hết tứ diện của cái gốc của nó ha. Một cây nó rất là ok. Không phải xuất sắc nhưng mà cũng thuộc dạng là cũng tương đối nha. Nhìn nó cũng tương đối ổn và dáng thớ ha. Rồi. Cốt của nó là hành thân nó là 14 à. Cầm tay nha. Dè không? Dè, màu dè nó ha. Đồ xù à. Rồi. Mình sẽ chuẩn bị qua coi thứ hai. Đây là cây thứ hai trong video. Cây này có một cái bộ đế rễ rất là dễ thương. Này nó có những cái rễ nhỏ bên trong này nó lòi ra. Là cái rễ lớn này nó cuộn lại, nó ôm lại. Đó, nhìn cây này nó cũng dót lên trên ha. Cây này nó thưa chi hơn. Cây này mới chỉ đang dựng chi thứ năm mà. Chi thứ năm này này các bạn, nhóm trên này này, nhưng mà chưa hình thành rõ ràng hả, cũng tạm chấp nhận là đang định hình mà. Cái này thì nó non hơn cây kia một vài năm. Đớ nó nhìn nó rất là hay ha, nó có những cái độ sáng sáng của đế rễ nó. Cái này nó có chiều cao là 60, tán rộng 60 và hình thân của nó là 12 ha. Hình thân nhỏ hơn cây số 1 là 2 cm. Thì đây là chi số 1 này, chi số 2 này, chi số 3. Đó, chi số 3. Đây là chi thứ đối diện chi số 3 là thứ tư. Và lên đây là thứ năm.
cái này nó hơi lưng lưng xíu, dáng nó lưng. Rồi, những ai yêu mến một trong hai cây này cứ alo đến mình qua số điện thoại là 0394071359 hoặc số Zalo là 0849020790 nha. Cây này là nó hết hết hoa rồi. Cây này hết hoa rồi. Đó cũng là một cây cúc á. Cúc này bé hơn cây số 1. Bé hơn cây số 1 bên này. Cây số 1 nó già mà to hơn, nhìn dáng nó còn đẹp hơn. Tất nhiên là giá trị nó cũng đi theo ha, tăng theo. Một cây cúc nha các bạn. Cúc này nó đơm hoa nó cũng dày lắm á. Nhìn cánh nó dày. Cánh dày cho nó không có mong đâu. Mình xem thử hoa này có thơm không. Hoa này không có thơm nha các bạn. Cúc không có thơm, cúc bình thường thôi. Mà nói chung cánh dày màu vàng tươi mịn là nhìn nó cũng đẹp rồi. Lọc ra lọc đó này. Ok. Các bạn quan tâm alo đến số là 0394071359 hoặc là số Zalo 0849020790 để sở hữu hai cây này nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.